có quá nhiều course dạy về catalyst, bạn sẽ phải đối mặt với một cái làn sóng rất là nhiều người cũng đi apply. Nếu mà ai kết quả nó cũng như nhau thì bạn phải làm sao để bạn tỏ ra cái bạn vượt trội hơn người khác. Anh thấy với cái tình hình thị trường lao động như hiện tại á, thì anh có cái lời khuyên nào đối với một bạn mà muốn lên được một cái vị trí nhanh nhất có thể? Thật ra câu hỏi này khá là thú vị, nghĩa là nói chuyện với các bạn trong ngành đó, thì các bạn đều nói là ở thời điểm hiện tại thật ra có quá nhiều course dạy về data analyst, dạy về data science. Nhưng mà phải thẳng thắn là nếu mà các bạn chỉ học những cái course đó thì anh nghĩ là các bạn chưa có ready để các bạn làm việc. Thì khi mà có nhiều course như vậy thì các bạn có thể học được nhiều hơn và các bạn sẽ phải đối mặt với một cái làn sóng rất là nhiều người cũng đi apply. Nếu mà ai kết quả nó cũng như nhau thì bạn phải làm sao để bạn chỉ cho các bạn tỏ ra các bạn vượt trội hơn người khác. Ok, thì vượt trội hơn một cách nào thì giống như anh cũng có chia sẻ là các bạn nên tìm những cái dự án thực tế ở bên ngoài, hoặc là các bạn tự build một cái dự án, các bạn giải quyết một cái dự án giả tưởng là của bạn. Sau thì khi mà các bạn giải quyết những cái bài toán giả tưởng nó như vậy thì các bạn sẽ gặp những cái vấn đề mà các bạn sẽ tương tự các bạn sẽ gặp ở trong thực tế. Ví dụ như giải quyết nếu mà data nó không sạch thì như thế nào, nếu mà data nó quá nhiều thì như thế nào, nếu mà đưa cho bên IT hoặc là bên business thì sẽ như thế nào. Khi mà các bạn đặt những câu hỏi như vậy thì khi mà các bạn phỏng vấn, các bạn có thể thậm chí hỏi ngược lại người phỏng vấn, giải thích cho họ là ok, tôi đã làm cái bài toán như vậy rồi, tôi đang gặp những cái vấn đề như vậy, thì anh chị có, nếu mà anh chị thì anh chị sẽ giải quyết như thế nào và trong thực tế nó sẽ như thế nào. Thì khi mà các bạn phỏng vấn sự thật ra người ta cũng sẽ rất là đa số mọi người sẽ sẵn sàng trả lời những câu hỏi như vậy. Khi mà người ta trả lời những câu hỏi như vậy, các bạn hoàn toàn các bạn đem về và tự xử lý. Sau đó trong những cái buổi interview khác với những cái bên khác, bạn có thể hoàn toàn đưa những cái giải pháp đó và cũng không có gì sai trong cái câu chuyện đó, miễn các bạn hiểu được là tại sao làm như vậy, còn các bạn trên của ai thì không quan trọng. Cho hoa thì không quan trọng.